các bạn học viên ôn tập dự thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức có nhu cầu học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử các môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tin học theo hình thức trắc nghiệm hãy liên hệ với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình 0912595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn à, xin chúc các bạn thành công